chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em Đành đang đứng ở một cái vị trí đó là bến xe Yên Nghĩa mọi người nha. Bến xe Yên Nghĩa thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và tới đây em sẽ quay một cái video nhà liên quan tới gần bến xe Yên Nghĩa mọi người ạ. Lấy vị trí bến xe Yên Nghĩa làm điểm gốc thì là cái vị trí của căn nhà cách bến xe khoảng tầm 700m thôi. Rất là nhiều những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh, ví dụ như trường mầm non cấp 1, cấp 2 rất là gần với vị trí căn nhà. Và giá bán của cái căn nhà này chỉ 1.750.000.000 đồng. Bây giờ xin mọi người theo em vào đi theo cái đường ngõ vào vị trí căn nhà nhé. Vâng, đó là toàn bộ cái hình ảnh đường ngõ cũng như là cái vị trí mà em Ánh đứng mà em vừa miêu tả với mọi người. Từ vị trí của cái căn nhà này ra tới bến xe Nghĩa chỉ 700m thôi. Tất cả những cái tiện ích xung quanh trường mầm non cấp 1, cấp 2 chỉ trong phạm vi bán kính 1 km quay đầu. Trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 có thể đi bộ được mọi người nhá. Và cái căn nhà này thì là với cái thông số như sau, giá bán là 1.750.000.000. Diện tích nhà là 30m, xây dựng và thiết kế là 4 tầng và mặt tiền của cái căn nhà này nó là 3m4 và hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà là 2m, cách trục đường ô tô đi lại là 50m mọi người nhá. Đây, em đang đứng trước vị trí của cái căn nhà này đây. Mọi người có thể quan sát luôn. Mặt tiền của ngôi nhà đã được ốp gạch 60-60, cửa thì đã được thiết kế 2 lớp. Đây, một ở lớp bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm Việt Pháp. Ngoài ra thì ở bên cạnh là có một cái cửa sổ để hướng ra phía mặt ngõ lấy ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong phía của cái tầng 1. Rất là thoáng, từ vị trí của cái ngôi nhà này mà đi ra tới bến xe thì cực kỳ gần mọi người ạ. Rất là thuận tiện cho cái việc đi lại, sinh hoạt. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng khách. Đây chính là phần căn phòng khách đây mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Thoáng. Toàn bộ cái nhà này đều đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và căn nhà này theo hiện trạng tính đến bây giờ em Ánh đang quay thì là căn nhà này có thể dọn đồ về ở ngay được mọi người nhé, vì đã hoàn thiện lên tới 100% rồi. Về phần sơn, phần gạch ốp lát, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước của cái căn nhà này cũng đã xong hết rồi. Nước sạch quận Hà Đông, điện lực Hà Nội mọi người nha.
Em đang đứng ở vị trí là phòng khách, gạch ốp lát thì gạch lát nền thì được lát là gạch 60-60. Và sơn, cái tông màu sơn của ngôi nhà này thì là trắng, nghiêng về màu hơi hồng nhạt một chút mọi người ạ. Phía phòng khách của ngôi nhà là chủ đầu tư có thiết kế là một cái móc treo quạt trần. Đấy, đứng từ phía trong phòng bếp mà đi ra nhìn phòng khách thì rất là hợp lý, rất là thoải mái. Với cái diện tích có 30 mét thôi nhưng mà về cái công năng sử dụng thì rất là đầy đủ cho một hộ gia đình sử dụng mọi người nhé. Xin mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của căn nhà. Đây chính là phía căn phòng bếp nhỏ xinh mọi người ạ. Vì là diện tích có 30 mét tuy cho nên là cái phòng bếp nó chỉ đứng như thế này thôi. Em anh quay review rất là chân thật. Nhà có sao thì quay thế, mọi người đến như thế nào thì nó là như thế. Cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm và cái giá bán cũng là giá từ chủ đầu tư đưa ra, không phải là giá ví dụ như ở một số các quý anh chị đi xem ấy thì cứ bảo là cái giá bọn em cho giá chốt đi các thứ, không có đâu mọi người nhé. Đây là giá niêm yết rồi và có thương lượng với khách hàng thiện chí. Đây chính là phần tủ bếp, toàn bộ tủ bếp của ngôi nhà được thiết kế là gỗ sồi mọi người nha. Hệ thống phụ kiện bếp cũng được lắp đặt đầy đủ. Đó, gạch ốp bếp thì là gạch 60-60, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như là về cái độ sau này mình có các bà nội trợ có lau dọn thì rất là thuận lợi, rất là sạch sẽ. Về chậu rửa, bồn rửa cũng được lắp đặt đầy đủ và chất liệu là inox 304, rất là chắc chắn. Mặt bếp đây được lát đá đen. Nói chung xung quanh cái khu căn bếp này thì rất là đầy đủ cái công năng cho một gia đình cũng như là một bà nội trợ mà yêu thích bếp. Đó, mọi người ngắm thật kỹ đi ạ, bởi vì em quay rất là chi tiết. Phía tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh nữa mọi người nha. Đây này, đây chính là phần nhà vệ sinh ở phía tầng 1. Đó, đầy đủ về bồn cầu, vòi rửa, vòi chậu và hệ thống máy bơm lên cho toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà sử dụng. Tiếp theo, xin mời mọi người theo em lên phía tầng 2 của căn nhà xem căn tầng 2 nó thiết kế như thế nào. Với cái diện tích 30m thì mọi người ạ, chủ đầu tư thiết kế là một tầng, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh rất là rộng. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang cũng như là cổ trụ tàu cầu thang là được thiết kế là gỗ lim mọi người nhé. Đó, mặt bậc cổ bậc là được lát đá xanh bình định rất là đẹp, cũng như là về cái độ bền thì là nó rất là bền vững với lại thời gian mọi người ạ. Bước lên trên phía cầu thang nó có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, đây có thể mở ra mở vào để lấy gió cũng như là cái không khí từ bên ngoài vào. Mọi người theo em, đây chính là phía tầng 2 mọi người nhá. Bước lên trên phía tầng 2 thì đặt chân lên tới cầu thang là khu vực phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh rất là rộng luôn nên mọi người này. Đó, và trong nhà vệ sinh thì đã được ốp gạch 30-60 lên tới 2/3 của trần rồi. Rất là sạch, rất là đẹp. Đây này, có cửa sổ thay vì là lắp quạt thông gió thì chủ đầu tư là cửa sổ, cửa kính lùa kéo ra kéo vào được để lấy cái không khí vào trong nhà vệ sinh này. Đầy đủ về bồn cầu, hệ thống vòi xịt, vòi rửa, lavabo, đáp ứng được cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Gạch lát nền với lại tông màu ốp thì là màu nâu, cảm giác rất là sạch mọi người ạ. Sạch cũng như là cái mà mọi người theo em, đây chính là phía căn phòng ngủ tầng 2, rất là rộng mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể đứng từ đấy nhìn em đây. Diện tích căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 22m² mọi người nha. Rất là rộng và cửa thì hướng ra phía bên ngoài đây, hướng nhà là hướng Tây Bắc mọi người nha. Em vừa nãy em quên mất không nói hướng Tây Bắc. Và giá chào bán là 1.750.000.000 căn nhà này. Nhiều khi em phải nhắc đi nhắc lại về cái giá bán bởi vì sao ạ? Bởi vì có một số khách hàng là không chịu xem hết video đâu mà mọi người cứ nách thôi. Cho nên là chả xem mình cũng vẫn cứ hỏi là giá là bán là bao nhiêu, trong khi trên video đã nói đầy đủ là giá là 1.750.000.000 rồi ấy. Đó, gạch lát nền của toàn bộ ngôi nhà là gạch 60-60. Trên tầng này mọi người có thể nhìn thấy cái màu sơn này nó không phải là màu trắng tinh mà nó là màu trắng có thêm một chút, chắc là người thợ sơn pha thêm một chút màu hồng vào hơi nhạt nhạt thôi mọi người ạ. Nhưng mà nhìn ở ngoài chắc là sẽ đẹp hơn trên video đấy. Đây, hệ thống trần thạch cao cũng được thiết kế đầy đủ về hệ thống chiếu sáng, đèn LED thì toàn bộ là đèn LED tiết kiệm điện nha mọi người.
Ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa của từng phòng cũng được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ hết rồi. Cho nên mọi người yên tâm với cái căn nhà này thì chỉ việc mua đồ về và ở thôi. Cửa thông phòng của các căn nhà của căn nhà này là cửa gỗ mọi người nha. Đây này. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của căn nhà, xem căn tầng 3 thiết kế như thế nào. Tương tự như tầng 2 thôi mọi người ạ. Đây, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Đó mọi người, nhìn thấy không ạ? Trên phía tầng 3 lại có một cái gì đấy rất rất khác so với tầng 2. Mặc dù diện tích thì nó là như thế, nhưng ở đây khác là khác màu sơn mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy màu sơn xanh, màu xanh nón chuối rất là đẹp, rất là mơ mộng luôn. Từ vị trí căn nhà này mà nếu như không vướng một số nhà cao tầng trước mặt thì có thể nhìn thấy bến xe Yên Nghĩa mọi người nha. Rất là gần, rất là gần, đi lại các thứ đều tiện. Rất là gần với điểm bến xe buýt. Nếu như mà cô chú anh chị hoặc là mọi người mà có nhu cầu, ví dụ như đi ra bến xe chẳng hạn, về quê mà không muốn gửi xe máy thì có thể đi bộ, rất là tiện. Còn cái việc mà ô tô taxi mà cách nhà thì nó cũng rất là gần, khoảng tầm 50m thôi. Và đây hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ và áp chờ điều hòa đây mọi người này, đều được lắp đặt đầy đủ. Toàn bộ cái phòng ngủ ấy của các phòng đều được có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là sắt, lớp ngoài là cửa nhôm Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Với hai cái căn phòng ngủ hai cái tông màu khác nhau cho nên là cảm giác mà đi xem nhà cũng không bị nhàm chán đâu mọi người ạ. Đến bản thân em đi qua nhà em cũng không thấy nhàm chán luôn ấy. Và đây là phòng vệ sinh của trên tầng 3 mọi người nha. Tương tự như tầng 2 thôi, đầy đủ công năng cho từng tầng sử dụng, rất là thoải mái, rất là tiện ích. Nước thì nước sạch rồi. Và cuối cùng, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà này nhá. Như ở ban đầu video mà em quay ấy, mọi người, bây giờ cứ lấy những cái điểm mà mọi người biết ý để quay lên. Ví dụ đứng ở bến xe Yên Nghĩa thì mọi người tưởng tượng ra là em bảo là cách khoảng tầm 700m là mọi người biết nó rất là gần đấy. Đây là phía trên tầng 4 mọi người ạ. Đó, nó tương tự như tầng 2, tầng 3, tầng 4 này thì thực ra là tùy vào mục đích sử dụng công năng, có thể để làm phòng ngủ, có thể để làm phòng thờ, có thể để làm phòng kho, cái đấy là tùy mục đích sử dụng của hộ gia đình nha. Và tầng 4 thì là chủ đầu tư không lắp cửa đâu mọi người ạ. Cho nên mọi người về muốn có lắp thêm thì đấy là tùy ý của chủ nhà. Mà mọi người ra theo em ra phía sân phơi của ngôi nhà. Đây chính là phần sân phơi mọi người nha. Phần sân phơi này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà đầy đủ công năng. Ví dụ đây chính là phần để máy giặt này, và ống thoát sàn này, ống thoát nước này. Trên này mọi người có làm một cái bộ dàn phơi thông minh thì vẫn cứ là phơi quần áo thoải mái. Bởi vì là đây này, ánh nắng chiếu trực tiếp vào đây này, buổi chiều mặt trời vẫn còn đang là chiếu sáng vào đây cơ mà mọi người. Mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Em xin nhắc lại một lần nữa về cái vị trí của cái căn nhà này. Vị trí của căn nhà này cách bến xe Nghĩa 700m, thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 1 tỷ 750 triệu đồng, rất rất là rẻ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết, muốn được tư vấn và đi xem nhà thì gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 em Ánh nhá. Và mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì chia sẻ cho nhiều người bạn bè anh em cùng biết. Nhớ bấm like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ em. Và sẽ ấn vào nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.